Làm gì? Làm gì? Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay nè mọi người, Ngọc có mua một cái khay này rồi tôm hùm, nhưng mà ở đây có một cái chỗ này nè, là mua tôm hùm ở chỗ đó xong rồi cái đi qua bên cái chỗ mà nhà hàng của người ta, người sẽ trả tiền, người ta sẽ làm cái tôm hùm đó cho mình. Thì cái này là Ngọc là salt and pepper, làm muối muối tiêu rồi đó, sóc muối rồi vậy đó, tôm hùm sóc muối rồi đó. Hi chị đi. Hi. Where you got going? Costco. Oh. They still open? Yeah, I think so. Until? Oh, really? Yeah. Okay. Yeah. I was just there. Yeah. Chay chay. Trời ơi chay à. Trời ơi, vệ sinh với gà anh chay. Thường thường á là gà á nó không thích bị gài cái tay này lại đâu. Đây nè, phải lấy cái tay này ra. Đó, đúng rồi. Đó, như vậy đó, nó là phi mà, nó là đại ca mà nó phải phi chứ. Nhưng mà thường thường là người ta phải gài giống như dì sinh gài vậy đó, nhưng mà nó là giang hồ nên nó không chịu gài vậy. Rồi thôi. Dì sinh bữa nay là tôm hùm nè, thôi không ăn được nhiều nhưng mà cũng ngồi ăn, nói chung là dì sinh muốn ăn như dì sinh ăn. Nhưng mà tại vì tôi thấy dì sinh kiêng quá, nhưng mà thôi kệ, ra ăn miếng với con. Cho em cái chi con. À đây đây con lấy rồi. Trời ơi. Đây. Ôi trời ơi. Đố chay cái này cái gì? Gummy bear. Ba thích gummy bear lắm á. Chay hồi nào giờ mày ít cho gummy bear. Thì bữa nay mày cho thử gummy bear coi có ăn được không nha. Đây nè mọi người ơi. Mọi người. À mẹ đi. Con tên gì? Con mấy tuổi rồi? Du hả? Bây giờ con đếm coi. 1 7 cái đó là điểm số 7 à. One mà tới chi liền à. Rồi thôi dì xin ăn đi, dì xin muốn ăn bao nhiêu dì xin ăn nha. Đừng có ngại nha. Đó đây nè, cái này là cái mình nè, cái này là cái càng nè. Cái này đó các bạn, Ngọc cũng mua cái chợ cũ, cái chợ 168 á. À, cái chỗ mà chị hay bán tôm hùm á. Thì cái mua cái này là 3 con nè, 3 con tôm hùm nè. Khoan. Để các bạn này chụp tấm hình thumbnail cái đi. Đó, đẹp chưa? Rồi. Cái gì qua này? Mua 3 con là giá nhiêu ta? 35 đô. Xong rồi cái hình hướng 33 đô. 33 đô xong rồi cái tiền công mà người ta nấu là 12 đô nữa. Là tổng cộng cái khay này là 45 đô, là cỡ triệu 1 triệu đó các bạn. Thì mời tất cả mọi người nha. Dì xin ăn đi, xin đừng có ngại nha dì xin. 1 triệu đúng chứ. Hả? Nhiều quá hả? Ăn bằng Việt Nam tiêu dùng nửa tháng. Cái kiểu này cũng không phải cái kiểu mà hồi bữa mình lại nhà chị Nhi mà chị Nhi. Sao cô tưởng cái kiểu này là cái kiểu nhà chị Nhi chứ? Kiểu này ăn lạ lắm luôn. Cái kiểu của nhà chị Nhi là nó cay hơn. Cay mà ngon. Cái kiểu này chỉ đồng là rắc ra bột lên rồi chiên lên. Rồi xào chút xíu thôi à. Bộ chưa thấm. Trời ơi tức ghê luôn á, con nhìn cái bảng á, cái bảng người ta có rất là nhiều các bạn. Làm hấp rồi 3-4 loại, 5-6 loại lận gì đó. Cái Ngọc chọn cái loại này, Ngọc tưởng cái loại mà hồi bữa, tại vì cái này là hồi bữa là chị Nhi, Ngọc qua nhà chị Nhi á, chị Nhi làm mua giống y chang nè. Trời đất ơi, cái kiểu kia nó cay nó ngon hơn. Cay mình thấm. Dạ. Đen lạc thế. Cái này lạc. Dũng ăn đâu mới được không? Ai gì xin? Chồng con ăn được chứ? Con chích chích gì cho em. Trời ơi, gummy bear đó, vậy là con này cũng khoái ăn gummy bear rồi. Gummy bear là các bạn biết chưa, kẹo dẻo á. Dòng kẹo dẻo. Ăn gì xin, ăn nào lấy cái đó nha. Đúng ngại, ăn hết luôn, cũng được. Mà tại vì xin thì xin kiêng quá đi. Kiêng mà đi ăn chỗ nó hiệp. Phải không? Không kiêng là ăn hết rồi ha. Ăn hiệp sấy. Đi ăn là như hải sản đi bóc. Đi một trào lũ à. Tôm này, mực này. Hải sản hết. Tôm cút này. Rất thơm quá. Cái kiểu này không phải kiểu của chị Nhi. Miếng đặt của Nhi đặt chứ phải có.
bà thích thêm cho hẳn tiên chứ phải cốt. Phải không? Hả? Ngay nay bà dì mình mới ăn sinh nhật là cái tên gì vậy con không biết nữa. Trời ơi chứ sao kiểu này, chứ làm cái kiểu này mình về nhà mình làm không được, cái mất mới gì tự nhiên. Trả tiền đưa cái kiểu này làm, trời cái kiểu này quá dễ luôn, ướp bột vô xong bị viên giòn lên. Thiết lập giá vi mẹn đây nè, mẹn giá vi nè. Vậy thôi à, vậy tôi về nhà tôi làm cũng được nữa. Sai lầm vẫn là tôi. Bỏ vai miếng bột. Trời ơi, thường thường là con mua về con tự làm không đó, nhưng mà tự nhiên sao bữa nay cái con muốn ăn cái kiểu của chị Nhi. Ngày mình sinh nhật ngon. Để bữa sinh nhật của Ngọc. Ngọc sẽ order cái hỏi chị Nhi có kiểu gì. Ừ. Còn á, cái ngày sinh nhật thằng cu của thằng búp á, di chặt cái tùng hung ấy á, mới đòa tay luôn chặt khúc kia đó. À. Ừ. Mỗi tùng hung trụ con. Có chỗ mà dì ở hồi bữa hả? Hay là dì làm cho anh ta ngày xưa hả? Ừ, lấy thằng búp á, lấy chàng đài trội á con. Đi trôi hả? Ờ, đài trội gần hơn đấy, gần hơn con này. Rồi con. Gần xa hơn. Con cách đi trôi 45 phút lái xe. Ừ. Gì? Ăn miếng tùm hùm này con ngon lắm. Đây nè, còn con cho mày nè. Con gummy bear cho mày nè. Nhảy nữa. Nên chẳng để chói là đi đường về đường sân bay. Đúng rồi. Ừ, đường sân bay của mấy chói. Đường sân bay. Ờ, đường đoàn nha mày khói. Rồi đó, chay ăn xong bịch gummy bear cô chú. Nó kiểu là nói chung cũng được. Nó ngon, xuất sắc cũng ngon. Nói là cái này mua về mình làm cũng được á, nhưng mà biết sao có bỏ ra thêm có 12 đô nữa, người ta tự chặt, người ta tự làm cho mình đem về ăn luôn khỏe. Còn mà mình tự về mình tự làm, trời ơi, thiếu tốn thêm cho cả tiếng hồ nữa lâu rồi. Mình bỏ ra 12 đô mà người ta làm cho khỏe. Hả chạy ha. Đây nè, ăn mới ăn đấy. Không ăn hả? Có ăn gì? Ăn gummy bear nữa hả? Thôi không ăn nữa, ăn ghét ăn gì quá không được. Cái gì cũng ăn nữa. Nè, gặm cái càng đi, cho càng gặm nè. Hả? Thôi cho không. Cho cái nè chó này gặm nè. Không ăn hả? Đó. Đó. Để mình lấy miếng nước uống rồi. Không, con cho nó gặm chơi thôi chứ còn nó ăn uống thì nó ăn gì uống. Sao dì Sinh thấy tâm hồn này ngon không? Như tươi. Ừ, tươi chứ. Sao nó còn sống trong hồ rồi con mua về mà. Có con uống ăn khó ăn quá. Còn con ăn uống á. Mình thuộc ương lại ăn. Ừ. Để lỡ mình vô tập nạp cho miếng á. Miếng biết được à. Nói với các bạn chứ dì Sinh chỉ nói có nhiều câu, dì Ngọc cũng không hiểu chứ nói gì luôn. Cái khai này tươi. Con nghe rồi, con nghe, khai này tươi rồi. Chứ không người hỏi mình vô con ương nó còn ăn thú. Ủa mình mua tươi, mình muốn mua chứ ai chết sao mua. Biết à. Ai biết trong lòm hổ. Đâu có, nó có cái hồ mà. Thì cái hôm nay chị con mua thò bắt cho ra. Đúng rồi, à. Cái hồ con tôm nó đang bơi mình mua mà. Ngon không? Rồi ngon ha, giờ mình cho cục này nè. Cục thịt không nè. Nè hút cục. Đừng có giúp. Nè. Đấy nè. Bất kỳ kìa. Cũng hay cái này á, hay người ta chặt cho mình cái gì cái càng cái đồ mình cũng lấy ra coi lắc kìa, vô có viên dễ sợ không? Viên dễ sợ. Hi, how you doing? Hey, you're good. Good, thank you. Thằng sớm đi làm về đó. Các bạn thấy thằng sớm Mỹ á, ai làm gì đó làm nè. Chứ còn mà gặp Việt Nam mình á, đây làm gì ghé ăn nè ăn nè thôi. Ôi nhỏ tham ăn dễ sợ luôn á, nó ăn mình đi ngang nó mời rồi ví dụ vậy. Mời phải mời không, còn Mỹ cái này là chuyện của mình. Còn mình mà bây giờ mình có mời người ta cũng không ăn nữa.
Ừ, ngộ vậy đó. Việt Nam mới được có tiền ăn lễ phép. Dạ, đúng rồi, phải mời mới có lễ phép. Còn đi ngang, ê, vô ăn ăn. Ví dụ mà mình mời lơi hay là mình mời ấy gì cũng được á. Còn Mỹ cũng ra, ừ, rồi chào cái xong. Ừ, mình là mình. Dạ. Anh ai mua Việt này, ai mua kiếm tiền này không hết. Dạ. Ừ. Chỉ có Việt Nam mới là mình nói ra. Cái đâu. Không ai trách móc mình gì á. Để mình khỏe. Gì ra cho mày. Hôm nay các bạn thấy Ngọc mặc đồ mát mẻ không? Đó, mặc áo rồi, khoe dai rồi này kia dữ không? Thấy Ngọc dữ không? Ngày xưa lúc mà dì sinh chưa vô á là con nặng hơn bây giờ cỡ khoảng 3 tới 4 5 kg. Lúc mà dì chưa làm cho con á. Nhưng mà bây giờ con ốm mà con nhàn dữ chay con ốm rồi đó. Chứ ngày xưa là con bự lắm. Ngày xưa lúc mà con có bầu con chay là con lên 20 kg mà. Nhìn cái tướng con vậy nè mà con quất lên tới 67 kg, 69 hay 70 kg gì đó có bầu con chay á. Trời đất ơi trời. Trong cuộc đời không thể nào tưởng tượng mà có một cái ngày nào đó mình lên cho tới 70 kg luôn. Ta nói nặng cao thì có một 1m1 thôi. Mà nặng là nặng 70 kg, mọi người tưởng tượng là đúng đó Ngọc xấu cho tới mức độ nào. Tới bây giờ Ngọc không có thể, Ngọc không dám coi lại những cái video clip mà ngày xưa mà lúc Ngọc đang có bọn chay thì Ngọc xấu. Ngọc nói trời đất ơi xấu gì mà xấu giả man vậy trời. Nhưng mà ngày xưa mà bị chửi á, nói trời ơi con nhỏ này xấu quá mà cưới chồng đẹp quá. Cái bị chửi cái nói sợ sao mấy người này làm mình bị tổn thương quá. Nhưng mà bị thiệt, xấu thiệt. Bây giờ mình mới nhìn là không, mà Ngọc không có đang nói là bây giờ Ngọc đẹp nha. Nhưng mà hồi xưa bây giờ nhìn lại trời ơi xấu mà nó gọi là nó xúc phạm người nhìn. Ngọc vô nhau Ngọc nói với mấy người khách á, mấy người khách mà có bầu á, nói trời tao thấy mày có bầu mày đẹp quá. Ngọc nói á, ôi tao thấy mày có bầu mày đẹp quá, sao ngày xưa tao có bầu tao xấu dữ vậy không biết. Cái mấy người khách nó nói mày im đi, mày nói xa xa, mày nói kỳ cục quá. Không có một người phụ nữ nào mang bầu mà xấu hết á. Mày có biết là lúc mày mang thai là mày đang là mày là cái lúc đó là mày đẹp nhất không? Mày không có mập chút nào hết, rồi mày không có xấu chút nào hết. Đó là một cái điều thiêng liêng mà mày đang có trong cái bụng mày là mày đẹp rồi lắm trời. Là mày là cũng miệng lưỡi lắm chứ mày giỡn không? Mà Ngọc ấy thì Ngọc lúc nào Ngọc cũng biết là Ngọc đang ở đâu hết á. Ngọc không có mà bay. Ngọc là không có bay bay lên bầu trời rồi nhẹ nhàng lại bay bay. Dạ lúc nó ăn thêm cái gì xin? Dễ nhàng bay lên cao, bay lên cao như con cao. Mẹ bóc lắm. Mẹ bóc nơi. Bóc lại gì? Bóc lại gì? Bóc lên hào hứng lắm. À. Bởi vậy, con nói là trời thương. Trời thương cho Ngọc sinh ra có cho nên một đứa con như vậy nè. Trời thương. Nhiều lúc ngồi suy nghĩ á, Ngọc nói không biết mình sinh ra đứa con thứ hai mình có thương cái đứa con thứ hai đó y như mình thương chay không ta. Ngọc ngồi suy nghĩ. Thương. Hả? À sinh ra đứa thứ nhất không thương bằng đứa thứ sinh ra đứa thứ hai mình sẽ không thương bằng đứa thứ nhất. Vậy á hả? Bởi nhiều lúc con ngồi con suy nghĩ. Cái con nói mẹ con nói thương giống nhau. Con hỏi ai người ta cũng nói là thương giống nhau hết á. Nhưng mà dì sinh là người đầu tiên trả lời là sinh ra đứa thứ hai sẽ không thương mà đứa thứ nhất. Lý do tại sao vậy? Vì mình theo cái đứa thứ hai chứ hành này lên ta hành đi chứ mua thì mình em có chứ mình phải tung tâm của cái thằng thứ hai đứa thứ hai không. Cái đó là gì nó khác rồi gì qua cái chỗ khác ha. Cái đó là gì đang nói về cái mà quan tâm với chăm sóc còn con đang nói về cái tình thương. Tình thương không thương thì thương rồi đóng lông rồi chứ cũng thổ lộ ra bằng một đứa phải không? Nói chung là đứa nào cũng lúc nào cũng được cưng nhất á. Uống nước không? Nước ha. Uống ha. Dạ dần đi ba đứa thì đứa đâu nâng đi nâng tưởng cái gà được thứ sáu mà không mà cái mà nói chung là mình có không thể nào mà tưởng tượng ra cái điều đó tới khi mà mình phải hết á. Tại vì lúc mà Ngọc chưa có con á, Ngọc suy nghĩ không biết rồi muốn mình sinh ra con mình có thương con mình ta mình thương nó tới mức độ nào ta. Nhưng mà tới khi vừa có bầu một cái là bắt đầu mình tự nhiên mới cái tình thương càng ngày càng nó càng gọi là cái gì nó càng cái nó càng cao lên tới cái ngày sinh tới cái ngày nó ra là bắt đầu
Rồi tới bây giờ là chỉ có lên bờ xuống ruộng thôi chứ còn không có thương cỡ nào nữa. Bây giờ là lên bờ xuống ruộng ha. Bây giờ là quýnh là quýnh là hàng ngày luôn. Mình làm như đi nạp thành đứa trẻ. Trời đất ơi, dì sinh dì ở chung nhà với Ngọc ha, mà mỗi khi một con chay nó làm cái gì á mà Ngọc vừa nạt một cái là dì hết hồn liền á. Dì phải chạy ra dì khoai bây con này bữa nay xạo nè. Ngọc la nó một cái ha. Dì sinh chạy ra liền. Cái nó thấy dì sinh đứng đó nó chạy là dì sinh. Con nói dì sinh đi ra chỗ khác giùm con. Để đây con dạy cho nó. Ngọc túm cái tay nó là Ngọc nói là không có một ai có thể nào mà nhảy vô đây can được đâu nghe chay. Mẹ thương con thì mẹ thương lắm, nhưng mà tới khi mà mẹ trị con là không có một ai có trên đời này có thể mà nhảy vô can được hết. Ghét nhất cái tật mà đang dạy nó mà nó chạy theo cái người khác để người khác bao che cho nó, không có chuyện nào xảy ra được đâu. Chính cái mặt anh sai như bảo trẻ. Rồi cái kêu khoanh tay lại dạ mẹ. Là bắt đầu khóc cái dạ mẹ. Rồi cái vừa xong cái chạy lại ôm mình liền. Vậy đó. Thì chết con của mẹ em. Nhưng mà dì sinh nó không muốn mà con dạy nó đừng có chạy lại. Cứ đứng yên mà chỗ đó đi, con không có giết nó đâu, không lẽ nó con mà không giết nó. Bỏ lại giống như bác, bỏ lại giống như bác che chở, bỏ bảo bọc cho nó, bỏ sợ mình giết nó. Con cần thả con chữa đang, mà con đi bố vi tình nha. Mà hẳn chạy xe rồi sao? Tại sao con giục cái đó vậy chạy? Hả? Tại sao giục cái đó? Nó nhìn lên camera tính mét cô chú đó. Tại sao mẹ đang cho con mà đi con lấy con cầm cái con dục xuống đất vậy? Hả? Lì lợm. Giờ nói ra là nó cúi mặt vậy nè, nó không thèm nhìn vô bằng cái mặt mình, nó không thèm nhìn vô con mắt mình. Khoanh tay lại ạ mẹ. Xin lỗi mẹ miếng, không mẹ miếng. Rồi, dì Sinh ăn xong rồi, dì Sinh. Không, ăn được con ăn đi. Hả, con là thôi, con ngát rồi đó. Thế các bạn, hai dì cháu ăn còn lại như đây nè các bạn. Nói chung là cái dĩa Ngọc đây. Rồi cho mượn dĩa dì Sinh. Đây, đây là cái dĩa của Ngọc, còn đây dĩa dì Sinh. Nói chung bác ăn cũng ít, phải sợ cái chân bác ăn tối nay nhất, phải không? Đó. Lại. Hả? Cũng đi làm đi gọi đi đu. Công mà xả hương xả đu vậy. Đưa chính mừng quá, mừng cả sự. Rồi thôi các bạn ơi, thì cái video clip của Ngọc tới đây là Ngọc cũng xin kết thúc rồi. Nói chung là cái tôm hùm này thì ăn là cũng được chứ không có phải mà bắt là ngon dữ lắm. Ngọc mua Ngọc sai rồi, Ngọc đã bị sai lầm rồi. Thì lần tới Ngọc sẽ cố gắng Ngọc tìm được đúng cái món mà tôm hùm Ngọc muốn ăn và giới thiệu cho tất cả mọi người nha. Thì chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Hy vọng là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cho kênh Hoya Family Cuộc Sống Mỹ. Chào tạm biệt tất cả mọi người. Baby shark doo 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 doo, mommy shark doo 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 doo, daddy shark doo 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 doo, daddy shark. Grandma shark doo 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 doo, grandma shark doo 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 doo, baby Jay doo 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 doo, baby Jay. The wheel on the bus go round and round, round and round, round and round. The mommy on the bus go all through the town. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Star đó, nó chỉ lên trời là star đó. Đúng rồi, chính xác. Chúc mừng em. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Đúng rồi, chỉ lên trời đó. Hay quá, giỏi quá. Rồi còn bài gì nữa không? Còn bài gì nữa? Bài gì? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, and Z. Now I know my ABC. Next time won't you sing with me? Vỗ tay. Rồi chào tạm biệt cô chú đi. Chào tạm biệt cô chú đi.
Love you. Bye bye. Rồi, giờ xuống đi chơi nha. Xuống đi chơi nha. Con nói đi xuống. Con tên gì? Mấy tuổi rồi? Chu. Chu à? Chu.